Chúng ta vừa tổ chức chương trình Đức Phật đản sinh xong. Năm nay mình cũng không ngờ rằng là cái chương trình Phật đản mà đông vậy, quá đông. Số lượng mấy chục ngàn người, nghĩa là ngoài sức tưởng tượng mình nghĩ đến. Như Đức nghĩ rằng là lễ vía Bồ Tát Quán Thế Âm hoặc là Di Đà, Du Lan là đông lắm, thì cũng đông. Trình Phật Đản thì nhiều chùa tổ chức mình nghĩ là ít, nhưng hợp mấy cô cũng nói không có đông nhiều, đừng chuẩn bị gì mấy. Không ngờ mà lên tới mấy chục ngàn người. Nên là ta lễ vía Quán Âm 19 tháng 6 chúng ta tổ chức 2 ngày, ngày 18, 19 âm lịch, chắc rằng là đông dữ lắm, đông lắm luôn. Rồi vía Quán Âm xong cái lay quay tới Du Lan, những cái lễ lớn. Chúng ta trong chùa mà nhờ những cái lễ hội mà mình quy tụ con người về để mà hướng dẫn ta tu, cái này quan trọng. Nghĩa là nếu như mình ở trong chùa mà bây giờ mà mình không được làm những việc gì ý nghĩa hết trơn thì uổng quá. Nên mấy cô thấy mình vô một ngôi chùa mà mình làm những việc ý nghĩa này, mình thấy nó quá đặc biệt. Nghĩa là nếu như mà mình đi tu mà mình cứ sống cho qua ngày không thì uổng quá. Nó rất là may mắn, mình có duyên phước. Nhớ kỹ nha, mình có duyên phước thì mình mới gặp cái chỗ để tu duyên phước. Còn nếu như mình thiếu duyên phước, mình không bao giờ, không bao giờ mà mình gặp được cái chỗ mình tu duyên phước. Cái người có phước á, mình có cơ hội mình tu phước. Cái người mình mà thiếu phước là mình không bao giờ có cơ hội tu phước. Cái người mà thiếu phước á, dù cho mình có tu phước mình cũng tu không đúng chỗ. Giống như ta nói câu á, tuy là siêng năng nhưng mà lại không gặp thờ. Câu vậy đó. Siêng năng mà không gặp thờ thì giống như người siêng năng mà không có phước. Đã làm có phước chịu thua. Giống như siêng năng mà không gặp thờ thì cũng chịu thua. Đó. Nên cái việc mà mình tu phước duyên và đi tu nó cũng phải đủ duyên phước, nó mới gặp được cái ngôi Tam Bảo. Mà mình càng tăng thêm duyên phước, nghĩa là nó tăng thêm cái duyên phước. Cái này là cái rất là quan trọng. Nên mình nhận thức được thì bản thân mình sẽ cố gắng và mình siêng năng mình làm những việc ý nghĩa, và mình cũng siêng năng mình niệm Phật để duyên phước mình nó dày. Khi duyên phước mình nó dày rồi thì bản thân của mình mới an định tâm mà mình tu hành được. Còn duyên phước mình mà nó giảm là nó khiến mình lang thang, nó khiến mình không bao giờ an định được một chỗ. Và ai chỉ cần mà động tới mình một cái là mình phiền não liền, ai cần nói một cái là mình phiền não liền. Dù không nói tới tên tuổi mình mà cái việc đó mình sai đó, mà người ta chỉ cần nói chạm tới mình là phiền não liền. Người này thiếu duyên. Phước duyên giống như là đủ điện, còn đèn dầu thì giống như đủ dầu. Còn người thiếu với phước, thiếu duyên thì giống như nó điện thiếu vậy. Còn đèn dầu thì thiếu dầu, nó giật. Còn đến khi nó hết dầu luôn thì nó tắt. Nên con người khi mà duyên phước dày, mình tỉnh táo lắm. Nó nói là phước huệ. Nên duyên phước khi nó dày nó mới sanh trí huệ. Duyên phước là nền tảng để sanh trí huệ. Nên từ nơi đó mà mình phải khéo léo tu tập làm sao mà tạo ra duyên phước mà giữ được. Cái này quan trọng. Nhiều người chúng ta tu tập tạo duyên phước nhưng mình không giữ được. Tại vì sao? Đụng cái gì cái là mình nổi cáo, mình sân si, mình buồn trách, là đổ hết trơn. Nên gọi là ma cảnh mà khảo đảo mình là ở đâu? Là những con người xung quanh mình, những con người đang sống hiện tại mình đang thấy là ma cảnh. Chứ bây giờ mình nói ma ở đâu đâu? Có mấy người chúng ta mà gặp con ma đâu? Nói sợ ma chứ mấy người mà gặp con ma?
Nhưng con ma là chúng ta. Lúc thì chúng ta là Phật, lúc chúng ta là ma. Chúng ta ở cõi đời này mình tu, lúc thì mình làm Phật, lúc làm ma. Nó cứ thay đổi hoài. Nếu như mà cái tâm Phật mình phát triển hoài thì một đời dư làm Phật. Nhưng mà ngặt có cái có thời gian thì mình cái tâm làm Phật, nhưng có thời gian cái tâm mình làm ma. Nó cứ xoay chuyển hoài. Và tất cả những con người xung quanh mình đều y ra vậy. Có những lúc tâm làm Phật, có những lúc tâm làm ma. Nên á, cái cảnh trước mắt mình là con người, là cái tác động vào tâm mình để sanh ra Phật tâm hay là ma tâm. Nếu như mà những cái cảnh trước mắt mình mà là nhân ma không, là chúng ta rất dễ sanh ma tâm. Hai bên nó cấu kết lại, phá hết duyên phước của mình đã tạo ra. Giống như mình phục vụ chúng sanh khó lắm. Hồi sáng như thế kia theo pháp, như đứa nói một câu, cái con người chúng ta, cái cõi này Đức Phật đã nói rồi, chúng ta cứng cỏi lắm, đầu cổ cứng. Biết rằng những việc mình sai quấy nhưng mà mình không chịu sửa, vì cái ngã mình rất là lớn. Nên chúng sanh diêm phù đề kiên cường khó giáo hóa. Nên từ nơi đó mà mình đừng nghĩ giáo hóa ai, mà nghĩ rằng cái cảnh duyên đó, thử cái tâm mình đi, rèn mình nhẫn nại tu hành. Nếu mình nghĩ gì thì mình hạ mình à. Mình không có nghĩ mình làm thầy bà ai, mình không có nghĩ cao sai. Vậy thì tức khắc duyên phước mình đậu được, chứ không phá sạch nhất. Tuy là lễ lọc đông y gì mà không khéo trong cái phục vụ đó, phá sạch chứ. Mình phục vụ người ta nhưng mà cái tính con người, người ta đến chùa nó đa dạng căn tính, như bàn tay có ngón dài ngón ngắn. Thực sự mà nói thì con người có đa dạng tính tình thì cũng là con người, phải thương con người. Như bàn tay có ngón dài ngón ngắn thì nó cũng nằm trong một cái bàn tay. Nên á, mỗi một con người về đây tu tập có tính này tính kia đủ. Nên lúc mà lễ lọc sắp đến, mình thử mỗi người nhắc mình. Chúng sanh khắp nơi sắp sửa về, mình phải đưa lên một cái tư tưởng mình phục vụ chúng sanh, mình phải làm sao để khi bản thân mình phục vụ chúng sanh mà gặp những người nghiệp nặng, mình phục vụ họ cẩn thận, không khéo nó làm đổ hết duyên phước của mình. Nó lỡ trở ngại á, hết cơm mà cái gì hết à, cho tôi thêm miếng đồ ăn đi, đưa tôi cái mền đi. Mình mà chỉ cần mệt mà mình nói một câu không phải, cái cự lại nói: ủa, người tu trong chùa mà sao nói chuyện kỳ cục vậy, sao đầu cạo rồi mà nói chuyện kỳ vậy? Thấy không? Kích thích những cái điểm mà bản thân chúng ta bị ấm ức, tức nổi lên. Ồ, ở trong chùa mà nói chuyện kỳ với ta, mang tâm phục vụ chúng sanh mà nói chuyện kỳ vậy? Nó không, nó kích thích mình đó. Mình cái đó là cái cảnh ma khảo đảo mình. Nó ma đâu đó, có người gì đó đa dạng căn tính. Nên mình phải đưa lên cái kế hoạch trước khi lễ, cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho con duy trì được cái tâm phục vụ chúng sanh mà, một ngày hai ngày giữ được cái tâm duy phước lớn vô lượng vô biên. Nhưng mà không kéo thì nó phá sạch hết chưa, tạo ra xong phá hết luôn rồi á. Không có cái cảnh duyên bên ngoài thì cảnh duyên ở trong, là người làm chung nha. Cái giờ làm quá trời bận bịu, họ làm đề rề, làm chứ làm không nổi, tự nhiên mình nhìn tức chữ lên, la lên, đổ hết trơn đó. Từ người ngoài, từ người trong, rồi hai cái loại đó không có thì tới tâm mình. Ủa sao mình đi tu mà sao mình cực dữ vậy, sao mình vô đây mình làm hoài ta, làm hoài mệt quá. Trong tâm mình tự nhiên nó nổi cái tâm lên, không vừa lòng không vừa ý nó, thấy chưa. Nên ở cõi này tu tạo mà giữ được là khó, tu tạo giữ được là khó. Nên mình tu tạo mà giữ được là khéo, nhất là phục vụ.
nó phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật mà. Đó. Mình làm dâu chăm họ mà sao vừa làm người. Nên bản thân phải cố gắng giữ được cái tâm tu tập, nhất là những ngày lễ. Đó. Qua cái chương trình Phật đản, nào chùa mình tổ chức một chương trình Phật đản, tuy là cái nghĩ như thế nó rất đơn giản, nhưng mà một chương trình của chùa mình nó có một cái đặc sắc của cái việc nơi chùa chiền người ta về tu hành. Nó không có nghi lễ gì rền rà, nhưng mà nó có được thời gian giúp cho người ta lắng động tâm, vừa nghe pháp vừa có lễ Phật. Cuối cùng giống như mình cung kính biết ơn Đức Thế Tôn đến cuộc đời một chút xíu gì thôi, mà cảm giác mấy chục ngàn con người hân hoan vui vẻ, quá ý nghĩa. Một cái chương trình rất hoành tráng, không phải đơn giản. Nên có những ngôi chùa người ta tổ chức chương trình Phật đản cũng rất đông, nhưng mà nghi lễ không, mà không có được cái việc tu tập được. Còn mình hình thành ra một cái đại pháp hội ngày lễ Phật đản, tưởng nhớ đến Đức Phật. Mà tưởng nhớ đến Đức Phật quan trọng nhất là gì, phải không? Tại Đức Phật đều muốn mình giải thoát không, nên tưởng nhớ đến Đức Phật, nên mình niệm Phật để cúng dường cho Phật. Đó là một ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Còn nếu như chỉ một số hình thức thôi thì con người ta đi đến xong ta về, ta không biết cái gì. Mình có những bài pháp hướng dẫn người ta tu, và quay phim lại những bài pháp để mãi trong cuộc đời mình. Mà có việc làm đó được cũng nhờ tất cả chúng ta cùng chung tay. Sự thành công trong cuộc đời này không có cá nhân ai. Không thể nào mà một đại tùng lâm lớn gì mà một mình hòa thượng thành công được, hay mình những đức, hay một mình thầy nào, hay một mình cô nào chú nào, không có đâu. Chúng ta mọi người cùng chung tay góp sức để cùng tu tạo phước duyên, để kết hợp lại để thành công. Đó, nên mọi người thì mỗi cương vị thôi, nhưng cái nhân duyên để thành công là nó kết hợp nhiều mảng lắm. Phải nhớ kỹ điều này. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng à. Nên tạo duyên phước mà giữ được là phải bình tĩnh cái tâm. Mà muốn bình tĩnh được cái tâm là phải siêng niệm Phật. Vì mình niệm Phật là mình lấy cái quả giác của Phật để làm nhân tu cho mình. Thí dụ như mình nói một lời thị phi không bằng mình niệm Phật đâu. Đừng nói thị phi, nói lời tốt cũng bằng niệm Phật. Niệm Phật là tốt nhất. Nhớ kỹ, phải siêng năng niệm Phật. Sống trong hội chúng đông nó rất dễ phá sạch duyên phước của mình. Vì con người nó đa dạng tính tình, đủ chuyện để mình giải quyết, nhất là những ban bệ mà sắp xếp nó dễ phá sạch. Nhìn thì tưởng nó lớn lao nhưng mà phá hết, hết sức là cẩn thận. Nên cái người tu tạo phước duyên trong cuộc đời này làm việc lớn, tu tạo phước duyên lớn, mà nếu nó giữ được thì lớn biết bao nhiêu nói. Ngặt con cái đổ hết, đổ hết, không khéo là đổ hết. Nên mới nói là một niệm xăng thiêu rụi cả rừng công đức. Nó là gì đó? Cái lúc mình tạo duyên phước, lửa xăng hạn mình vô lượng tạo ra, thì lúc mình tạo phước duyên cũng vô lượng. Mà phước duyên á, thì nó bồng bềnh như máy bay. Mà máy bay bồng bềnh á, thì chỉ cần một lửa xăng như nắng mặt trời gọi lên cái thôi, thì mây kia cũng tan biến thôi. Dù mây có bay thiệt là nhiều ở trên bầu trời, nhưng chỉ cần mặt trời mọc lên thôi là mây tan biến. Thì cái phước duyên cũng như mây bay bồng bềnh. Còn cái tâm sân hận của mình như mặt trời mọc lên cái là tức khắc duyên phước mất sạch. Rồi mình phải tạo lại từ đầu. Duyên phước thì tạo, rồi không giữ được thành mất. Chỉ có trí tuệ là công đức, trí tuệ là tự tánh. Nên từ cái phước duyên nó mà đậu được, nó tích tụ lại, nó trở thành trí tuệ. Mà trí tuệ thì đó là công đức tự tánh, nó không có phá vỡ được. Cái công đức tự tánh nó giúp cho mình bình tĩnh, bình thản, an lạc, vui vẻ, và có phương hướng, có định hướng rất rõ ràng. Nó nhớ. Nên tu tạo phước duyên nó dễ phá dữ lắm, nó phá mau dữ lắm. Thì như vừa nói cái câu đó. Nên từ nơi đó mà trước khi lễ là mình dụng công mình tu, mình quỳ trước Phật Bồ Tát phát nguyện. Sắp sửa lễ đến nè, chúng con phát nguyện phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, phục vụ chúng sanh mà chúng sanh sẽ là Phật của tương lai. Họ tuy là
có nhiều tập khí gì, nhưng mà mình không biết họ là ai đâu. Nên ngày thường bắt khinh Bồ Tát, ngày nói tôi không dám khinh mọi người, vì mọi người sẽ là Phật của tương lai. Có khi bản thân của họ sân si, câu có, khảo đảo mình gì, làm ngược lại cái việc tu hành trong chùa, làm ngược ngược lại gì. Nhưng mà mình không biết có khi họ là Phật Bồ Tát. Tại vì nếu như mình là vàng thiệt thì phải cần có lửa, lửa thử vàng mới biết vàng thiệt hay giả. Nên người tu hành mình nó phải nghịch cảnh nghịch duyên đó. Mình phải là người tu hành hay không đó. Nên từ nơi đó chúng ta không biết ai là ai làm sao đâu. Nhất là trong hội chúng đông người, tốt nhất giữ tâm mình, tốt nhất lo niệm Phật, tốt nhất cảnh tỉnh mình là điều tốt nhất. Mỗi lần bực bội khó chịu cái gì, cảnh tỉnh mình. Mình là người tu hành muốn sanh cực lạc mà, chứ đâu phải mình ở cõi này hoài được đâu. Cảnh tỉnh mình vậy thì quá đặc biệt. Nên những điều như Đức chia sẻ đây rất là quan trọng. Nhớ kỹ câu có duyên phước dữ lắm mới tu tạo duyên phước đúng nơi đúng chỗ. Có duyên phước lớn lắm thì mình mới gặp một ngôi chùa tu hành cho mình cơ hội được phục vụ chúng sanh tu hành. Mình phục vụ chúng sanh tu hành nó thù thắng không biết bao nhiêu lần hơn là những chúng sanh không tu. Đó, nhớ kỹ, một chúng sanh tu hành khi đời này sẽ giảng sanh cực lạc, một chúng sanh chỉ đi vòng vòng dơ thì nhiều đời nhiều kiếp phải trôi lăn, kết cái duyên mà rất lâu chỗ quả. Nên phục vụ nhiều chúng sanh mà niệm Phật hôm qua mình thấy không, lễ Phật đông thiệt là đông. Người ta đó, có cái chương trình Phật đản nào mà lễ Phật dữ đó, gọi là chương trình Phật đản sanh, pháp hội tịnh độ thù thắng. Tại vì Đức Thích Ca Mâu Ni ngày tán thán tịnh độ, tán thán Phật A Di Đà, nên cái chương trình ngày Phật đản sanh chúng ta lại niệm Di Đà để tưởng nhớ đến bổn sư. Vì có người mình về cực lạc mới biết ơn được, không về cực lạc là quên ơn bội nghĩa. Hiện đời mình đang sống đây mà bản thân mình không nghe đạo kỹ, mình còn quên ơn bội nghĩa mà. Không chi là chúng ta không về cực lạc, khi thọ thai là mê cái kết ấm liền. Nên bản thân mình đời này phải gầy dựng cái tâm tu tập, phải quyết chí về cực lạc, phải nghĩ mình là chúng sanh ở cực lạc, thì con người mình sẽ mang tâm tha thứ, mở rộng tâm lượng ra liền. Còn nếu như mình mà nghĩ mình là chúng sanh lục đạo thì bản thân mình tha hồ mà đi, hơn thua đấu đá. Chính bản thân những đức lo cho đại chúng nhiệt liệt hết mình hướng dẫn ta tu gì, mà người ta trên mạng người ta còn chửi sùm, nó chửi tầm bậy bạn mà không biết họ là ai, biết đâu họ là Phật Bồ Tát đến khảo đảo mình sao. Nên mình dùng cái câu thôi kệ rồi mọi việc cũng sẽ qua, không chi mình bình thường, cái câu bình thường thì gặp cái chữ bình thường, nhưng cái người làm chuyện lớn lao thì chửi theo kiểu lớn lao, giống như cây cao thì gió lớn, thiền to thì sóng lớn, vậy thôi. Nó càng mình càng tu giữ lớn lên thì càng gặp nạn lớn để khảo đảo mình, nhưng rồi nó cũng sẽ qua chứ. Nên bản thân mình đừng bao giờ nghĩ mình công cán gì lớn đau, ai chỉ cần nói đến mình cái là không vừa lòng không vừa ý, đừng có tâm đó. Cái tâm đó là cái ngã, nó phá hoại hết phước báo của mình, nhân duyên của mình. Cái ngã tưởng là mình công cán lớn, chứ thật sự thì mình tạo thì mình hưởng. Nên ai ăn nấy no, ai tu nấy chức mà. Bây giờ thí dụ như giờ cô Thanh ăn mà cô Châu no, không có chuyện đó đâu. Hoặc cô Châu ăn mà cô Thanh no, không có chuyện đó đâu. Nó, thí dụ như cô Thanh mặc đồ đẹp thì cô Thanh đẹp, còn cô Châu mặc đồ đẹp thì cô Châu đẹp. Chứ không có cái chuyện mà cô Thanh mặc đồ đẹp và cô Châu đẹp, không có đâu. Thấy không? Nên cái việc ai tạo người đó hưởng. Hãy nhớ kỹ những điều này thì bản thân mình sẽ thấy rằng người ta tạo cơ hội cho mình tu duyên phước là cảm ơn. Bây giờ mình nói mình nghĩ đi, một hơi thở thở ra không hít vào cái gì mình cầm theo được đâu mà nói rằng tình chấp ở cõi này, tình chấp ở cõi này là mình ngu si. Có ở cõi này mà tạo ra để cầm theo mới là người trí tuệ. Nên mình có mình dám làm mới là trí tuệ, có mà giữ gìn cất giấu là ngu si, thật sự luôn. Người ta ở ngoài đời người ta không hiểu, người ta nghe câu này nói ông này ông chỉ người ta đặng ta đem tiền cũng dường ông phải đâu. Mình hiểu mà.
Cuộc đời của người mình có tạo bao nhiêu ngôi chùa cũng nằm cái giường nhỏ xíu. Chỉ có làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời là điều đáng quý nhất. Nên cái pháp hội mấy chục ngàn người về người ta tu tập, bữa nay xong hết trơn, gọn hơn đấy chứ. Nạnh ai về nhà nấy. Như Đức đi ngang cổng chùa thấy kẻ sách người bưng đi đến chùa, mình có đến chùa ai mà gì không? Ta đi đến chùa là ta đem đồ đến, còn ta đi đến chùa mình là ta sách về. Kẻ sách người bưng khăn tượng Phật gì giác kình kình, một bà giác nổi ba pho tượng, hai bà giác ba pho tượng, kình kình già quá thì hai bà cùng giác, còn già nữa thì ba bà, hai bà hai đầu, bà tuyến giữa, đi lủi ủi lủi, xách thêm cái giỏ kéo dù 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 đi. Đến chùa mình lạ cái đi về có ngoài đường bây giờ xe cộ đồ đạc mấy ba sách tượng Phật tượng gì đi kinh 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 thấy chưa. Nó mình vừa hướng dẫn ta tu, mình vừa tặng tượng Phật gì nhà thờ, mình vừa thuyết pháp cho người ta nghe, lo ăn lo uống lo cho người ta, nhiệt tình hết mình. Nó đó là mình có phước duyên, mình mới đi tu, mình gặp cái cơ hội một ngôi chùa vậy, đó là quá ý nghĩa đấy. Nên những đức khi lễ xong gặp mấy cô, có buổi nói chuyện mấy cô cảm thấy đây là điều mình rất mừng. Khi thân người khó được, Phật pháp khó gặp, mà giờ có thân người mà lục căn đầy đủ mà lại gặp được pháp môn tịnh độ. Tuy là sanh trong thờ mạt pháp nhưng gặp tịnh độ mà niệm Phật là chúng ta đang sống trong chánh pháp. Vì pháp này có thể có người giải thoát, nên chúng ta tu tịnh độ là đang sống trong chánh pháp. Vì pháp mà Phật quyền ký, thờ mạt pháp niệm Phật thành tựu, nên mình tu tịnh độ là mình đang sống trong chánh pháp. Hãy nhớ kỹ điều này. Vì thì bản thân mình sẽ kiên cố tâm dữ lắm, lo tu hành, lo niệm Phật, và lúc nào cũng sanh tâm quan hỷ. Càng làm mệt phải cố gắng tập cười, cười nó đỡ nóng. Còn nếu mà làm mệt mà bực bội, sân si, cái mặt một đống bèo nhèo như cái nùi dẻ thì kể như là nó nóng bức vô cùng luôn. Mà nó thấy mình nặng nề buồn lắm nghe, vì mình biết mình phá hết rồi, phá hết rồi. Hết sức là cẩn thận cái tâm đó, đó. Cực kỳ cẩn thận luôn, có khi không cưỡng lại được với nó luôn. Nó bực tức mà mình không cưỡng lại được, trong lòng mình nói phá sạch cũng được, làm tới luôn, kỳ cục với nó. Hết sức là cẩn thận. Muốn được giữ được cái tâm gì là mỗi ngày phải dụng công niệm Phật, phải tích tụ phước duyên cho lớn, nó tích tụ thiện căn cho dày, thì lúc mà đông người ta mình mới giữ được tâm, giữ được tâm. Như người ta về đây tu tập đông, nếu như Như Đức chia sẻ Phật pháp và Như Đức sân si thì cứ như tiêu, ta không về chùa mình đâu. Nó biết không? Như cô biết rằng làm ở dưới đó thì mấy cô cũng cực, nhưng mà ngồi ở trên đó 5 tiếng hồ cũng không đơn giản đâu. Ngồi một chỗ 5 tiếng mấy cô ngồi thử đi rồi mấy cô thấy không đơn giản như mình nghĩ đâu mấy cô. Ngồi trên cái ghế hoài, mà có những cái ghế những đức giảng, ví dụ như ở bên kia có những cái ghế của những đức giảng ngồi là dựa vô được. Ở bên đạo tràng ba này cũng có cái ghế có thể dựa được, nhưng mà ở bên đại Tùng Lâm cái ghế mà ngồi giảng nó dựa không được. Có cái ghế mình ngồi xong nó dư nhiêu này không dựa được. Như nè, có phải ngồi hoài vậy luôn, ngồi hoài nó dựa không được, nó xa gì sao dựa. Ngồi rồi nó đang ngồi xa nhiêu này sao dựa này, không dựa được. Nó phải chỉ nó dựa được thì mình cũng đỡ một chút, chứ gì hoài 5 tiếng nó không đơn giản lắm mấy cô. Người ta ngồi dưới thì người ta có thể lắc đó lắc lui này kia rồi, nhưng ngồi trên ghế có nhiêu nó gì hoài nè, cứ gì hoài thôi 5 tiếng một không đơn giản lắm mấy cô. Nó rồi thêm cái nhà to nó nóng mà nó nóng bức, mà mình cũng thần kinh cũng muốn đứt luôn cái gì nó dần dần. Suốt 5 tiếng hồ qua ngồi, rồi thêm những buổi giảng đồ đó suốt cả ngày. Rồi bữa nay sáng hồ sáng xuống nấu ăn, tranh thủ 5 giờ lên giảng, buổi giảng hồi sáng đông lắm, rất là đông, qua bển mấy ngàn người. Xong trưa thêm buổi giảng nữa. Rồi xong rồi những Phật tử ở xa người ta về, ta muốn gặp mình chụp hình đồ này, cứ ngồi chụp hình tới 40 phút. Nên nó không phải đơn giản đâu chàng, mình phải nhiệt tình hết mình lắm. Đó, mình thấy chương trình lễ hội xong mà tâm mình vẫn an lạc vui vẻ là mừng, không có gì sân si, vậy là mừng đó. Vậy là duyên khước mình giữ được. Nên đó, những đoạn chia sẻ này vừa mấy cô được nghe mà vừa khắp nơi nơi cũng được nghe. Khi mình về chùa tu tập, ban phục vụ trong chùa cực lắm, có bao nhiêu người mà làm bao nhiêu chuyện gì. Nên mỗi người chúng ta giữ tâm quan hỷ dùm, nghĩa là cái tâm của mình quan hỷ dùm,
Tại vì sao? Vì người ta làm ít người, người ta làm nhiều quá. Có những khi đừng có bắt bẻ làm chi, nói này nói nọ làm gì, thấy không? Nên mình vậy thì Phật tử mình mới có phước có duyên. Chứ gặp mà đi đến chùa không vừa lòng không vừa ý thì thua. Bao nhiêu người phục vụ mấy chục ngàn người đâu đơn giản đâu. Nên đó cũng là điều mà áp lực. Nên mong quý cô cố gắng siêng năng niệm Phật và mỗi một cương vị nhiệt tình hết mình. Đừng có bao giờ ngồi xuống đi nói người này người kia làm chi mất công, niệm Phật đi. Thấy không? Thường ngày rảnh niệm Phật đi. Còn tới giờ lên tu cứ lên tu cho ổn định. Vậy thì tu phước tu huệ mình trong ngôi Tam Bảo mới đặc biệt. Chúc mấy cô an lạc. Ai gì đâu. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.